Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Chính nắm ghế Thủ tướng hay ghế Chủ tịch Quốc hội. Việc ông Nguyễn Phú Trọng tái cử thì không cần phải bàn cãi nữa. Ông Trọng vẫn giữ chiếc ghế quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là chiếc ghế Tổng Bí thư. Ông Nguyễn Xuân Phúc tuy được suất đặc biệt nhưng về quyền lực thì xem như bị mất. Ghế Chủ tịch nước là chiếc ghế không có thực quyền. Giữ chiếc ghế này xem như ông Nguyễn Xuân Phúc mất quyền lực chứ không thể có thêm quyền lực. Đó là bước lùi, không phải là bước tiến. Trong tứ trụ có hai ghế quyền lực và hai ghế không có quyền lực. Hai ghế quyền lực ấy chính là ghế Tổng Bí thư và ghế Thủ tướng. Ghế Tổng Bí thư là ông Trọng giữ. Giờ ghế Thủ tướng ai sẽ nắm giữ chiếc ghế này mới là điều đáng quan tâm vì nó liên quan đến vận mệnh của đất nước Việt Nam. Có hai phương án được đưa ra. Thứ nhất là ông Vương Đình Huệ là Thủ tướng thì ông Phạm Minh Chính là Chủ tịch Quốc hội. Thứ nhì là ông Phạm Minh Chính là Thủ tướng thì ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, sau Hội nghị Trung ương 15, thông tin rò rỉ cho biết khả năng cao là ông Phạm Minh Chính sẽ giữ chiếc ghế Thủ tướng và ông Vương Đình Huệ chỉ được giữ chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội mà thôi. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính và ông Vương Đình Huệ, hai ứng viên tranh ghế Thủ tướng. Ông Vương Đình Huệ là người được ông Nguyễn Phú Trọng nâng đỡ từ khi mới tiếp quản chức Tổng Bí thư từ ông Nông Đức Mạnh. Năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng đã ông đưa ông Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị nhưng vì không thành công, đến tận năm 2016 thì ông Huệ chính thức vào Bộ Chính trị và tiến thân cho đến nay thì được cơ cấu vào tứ trụ. Còn ông Phạm Minh Chính thì là con người có gắn bó mật thiết với những dự án của Trung Quốc tại tỉnh Quảng Ninh và khá được lòng Bắc Kinh. Ông Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ đang giành ghế Thủ tướng và liệu ai sẽ là người chiến thắng tới đây? Và chúng ta sẽ cùng xem Phạm Minh Chính là ai. Phạm Minh Chính sinh năm 1958, đến nay 63 tuổi, vẫn còn trong giới hạn độ tuổi cho phép của một ủy viên Bộ Chính trị. Ông này là tướng công an, hiện là ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương, trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, ông nguyên là phó trưởng ban tổ chức Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Công an và Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật của Bộ Công an và Tổng cục phó Tổng cục Tình báo. Sự nghiệp chính trị của ông Phạm Minh Chính lên như diều gặp gió từ sau khi đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Quảng Ninh, thời kỳ ông Chính làm bí thư, dự án đặc khu kinh tế Vân Đồn được đẩy mạnh và người đối tác giáo sư Đào Nhất Đào cố vấn cho Tập Cảnh Bình về dự án vành đai con đường. Sau khi thành công kết nối với Trung Quốc vào năm 2015, ông Phạm Minh Chính về Trung ương nắm chức Phó trưởng ban tổ chức Trung ương để chuẩn bị ra tay thay Tô Huy Dứa. Đến Đại hội 12, ông Phạm Minh Chính thay ông Tô Huy Dứa giữ chức trưởng ban tổ chức Trung ương, đồng thời vào Bộ Chính trị. Nay đến Đại hội 13 thì ông ta được cơ cấu vào tứ trụ. Vì thế có thể nói đường quan lộ của ông Phạm Minh Chính là rất thần tốc. Điều đáng nói là thần tốc nhanh như vậy là từ sau khi kết nối với Đảng Cộng sản Trung Quốc làm cho nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu có bàn tay phương Bắc tác động vào hay không. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính gặp bà Đào Nhất Đào tại Quảng Ninh vào năm 2013. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì ngoài việc ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc được cho là có tên trong một danh sách đề cử cho hai trường hợp đặc biệt quá 65 tuổi ở lại trong tứ trụ thêm một nhiệm kỳ nữa, thì với việc ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục ở lại giữ cương vị Tổng Bí thư và ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ được đề bạt làm Chủ tịch nước, thì nguồn tin cho thấy ông Phạm Minh Chính sẽ nắm giữ ghế Thủ tướng là điều rất bất ngờ với khá nhiều người. Càng cận ngày đại hội thì thông tin về ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng càng rõ hơn. Ông Chính hiện là trưởng ban tổ chức Trung ương tiếp quản và ông Vương Đình Huệ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và hiện là Bí thư Thành ủy Hà Nội, sẽ trở thành tân Chủ tịch Quốc hội. Nếu đây là sự thật, thì thế lực thân Trung Quốc quả thực đã cất nhắc hai vị trí quan trọng của tứ trụ này. Và việc đề cử ông Phạm Minh Chính cũng chưa có tiền lệ như vậy. Ông Nguyễn Phú Trọng thành trường hợp đặc biệt ở lại chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 là một tiền lệ chưa hề xảy ra đối với Đảng Cộng sản Việt Nam từ thời ông Lê Duẩn. Nay, ông Phạm Minh Chính là từ trưởng ban tổ chức Trung ương được cơ cấu vào ghế Thủ tướng thì cũng chưa có tiền lệ luôn. Từ bên Đảng mà qua bên Chính phủ là một việc bổ nhiệm chéo nghèo. Tuy nhiên, với Đảng Cộng sản Việt Nam, điều gì cũng có thể, miễn sao người đó
có thực sự và có thế mạnh. Phạm Minh Chính vốn học ngành xây dựng ở Romani về, nghề được đào tạo là kỹ sư xây dựng tốt nghiệp vào năm 1955, nhưng không biết học từ bao giờ mà lại có bằng tiến sĩ và hàm giáo sư về luật học dễ dàng. Được bổ nhiệm rất nhiều vị trí, có vị trí chưa đầy một năm là thăng chức, rất đáng ngờ. Ông Chính cũng từng là cán bộ của Bộ Ngoại giao, một công việc chẳng liên quan gì đến nghề kỹ sư xây dựng của ông. Lại càng đặc biệt hơn nữa, kỹ sư xây dựng lại chui được vào ngành công an và được phong tướng cũng rất nhanh. Vào năm 2007, ông được lên thiếu tướng và năm 2010 đã lên trung tướng và được phong chức Thứ trưởng Bộ Công an. Vào năm 2011, ông được trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 và ông ta phải làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thì ông bắt đầu kề vai sát cánh với phía Trung Quốc xây dựng đặc khu kinh tế Vân Đồn và từ đó con đường quan lộ thăng tiến như diều gặp gió. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, con người có đường quan lộ rất nhanh. Từ nghề nghiệp cho đến bổ nhiệm, ông Phạm Minh Chính được hưởng những ưu đãi đặc biệt rất khó hiểu. Tại Trung ương Đảng, ông Phạm Minh Chính cũng được ưu tiên cho chức Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2018, ông Chính được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng đặc khu kinh tế Việt Nam, một chức vụ là cầu nối quan trọng với Bắc Kinh. Đến ngày 6 tháng 10 năm 2018, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa 12, ông Phạm Minh Chính được phân công làm trưởng tiểu ban điều lệ đảng để chuẩn bị đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và đến nay là vào tứ trụ. Và câu hỏi được đặt ra là liệu có thế lực nào can thiệp vào bữa tiệc chia chác quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Trong tứ trụ kỳ này, ông Nguyễn Xuân Phúc là khá lạc lõng vì mức độ thân Trung Quốc của ông Phúc không được đánh giá cao như ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Phạm Minh Chính. Ông Nguyễn Xuân Phúc khi được ưu tiên suất đặc biệt thì đáng lẽ ra ông Phúc ở lại chức Thủ tướng mới đúng, nhưng không. Ông Phúc lại bị đá văng sang ghế Chủ tịch nước, một chiếc ghế không có mấy quyền lực so với ghế Thủ tướng. Nếu Phạm Minh Chính ngồi vào chiếc ghế Thủ tướng thì xem như lần này, thế lực thân Trung Quốc đã giành lấy hai chiếc ghế quyền lực nhất trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo truyền thống, Phó Thủ tướng thường trực sẽ lên nắm chức Thủ tướng, tuy nhiên có Phạm Minh Chính xen vào, quy luật đó đã bị phá vỡ. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã bị đá văng ra khỏi cuộc đua vào chiếc ghế Thủ tướng là một dấu hỏi to và ai cũng cho là sự bất thường này. Ông Phạm Minh Chính là người quê gốc Thanh Hóa thuộc miền Bắc. Ông Chính đã ngồi vào ghế Thủ tướng cũng có nghĩa là miền Bắc đã thắng miền Nam. Và quyết định của ông Nguyễn Phú Trọng chấp nhận phá vỡ các chuẩn mực đã được thiết lập để thực hiện những thay đổi này cho thấy họ cũng có thể có những mặc cả thỏa hiệp đáng kể với nhau để biến những giải pháp dường như là không thể trở thành hiện thực và cũng không loại trừ có bàn tay sắp xếp từ bên ngoài của Đảng mà đặc biệt là từ Bắc Kinh. Đến giờ, hầu hết nhiều người cho rằng Bắc Kinh có can thiệp vào tình hình chính trị của Việt Nam, nhưng mức độ can thiệp sâu đến đâu thì không ai có thể khẳng định được. Chúng ta vẫn còn nhớ tướng Trương Giang Long trước khi về hưu, ông cũng nói rất nhiều về việc Trung Quốc đã trà trộn trăm này trăm kia vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và liệu đây có là một trường hợp như vậy hay không? Đây là hình ảnh liệu thế lực ngoại bang can thiệp vào nhân sự của Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Chưa có lần nào đại hội tốn nhiều lần họp hành để sắp xếp nhân sự như đại hội 13 lần này. Bởi cơ cấu cố định Bắc, Trung, Nam lâu nay đã bị phá vỡ không hề dễ. Phá vỡ kết cấu ấy chắc chắn cũng xảy ra đấu đá chứ không đơn giản. Tuy nhiên kết quả cuối cùng mới là quan trọng và cuối cùng là Trung và Nam phải nhường bước trước Bắc. Tứ trụ kỳ này cả Tổng Bí thư và Thủ tướng đều có vẻ như gần gũi với Trung Quốc thì có thể nói khó mà bác bỏ việc Trung Quốc không có bàn tay nhúng vào cơ cấu nhân sự lần này. Nếu không có gì thay đổi thì ông Phạm Minh Chính sẽ là Thủ tướng, còn việc cơ cấu của Hội nghị Trung ương 15 gần như chức vụ đã được định, Đại hội 13 thường chỉ mang tính hình thức, chỉ thông báo kết quả trước người dân và cũng không có khả năng lật ngược lại kết quả này. Còn chưa đầy một tuần nữa là báo chí nhà nước sẽ đồng loạt đăng thông cáo báo chí chính thức. Nếu không có gì thay đổi, ông Phạm Minh Chính sẽ là Thủ tướng. Ông Phạm Minh Chính cũng rất trẻ, ông ta gần gũi với phía Trung Quốc, có thể nói Việt Nam. Những năm tiếp theo sẽ tiếp bước con đường mà ông Nguyễn Phú Trọng đã vạch ra. Vào ngày 17 tháng 1, trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15, cũng là hội nghị cuối cùng trước khi Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng khóa 13, ông Nguyễn Phú Trọng đã nói về việc biểu quyết thông qua danh sách nhân sự, trong đó có các trường hợp đặc biệt vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước
với số phiếu tập trung rất cao. Quả thật, những số phiếu tập trung cao đó thuộc về bản chất của Đảng Cộng sản rồi. Khi bầu cử thì bao giờ cũng trên 90%, chứ chẳng bao giờ có tỷ lệ thấp hơn. Đây là hình ảnh, nếu không có gì thay đổi thì ông Phạm Minh Chính sẽ là Thủ tướng. Vào hôm 30 tháng 12 năm 2020, Chính phủ Việt Nam cũng ban hành một danh mục được xếp hạng các bí mật nhà nước. Trong đó có thông báo thông tin liên quan đến nhân sự và nội bộ của Đảng. Theo truyền thông nhà nước thì phương án nhân sự Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội là tuyệt mật. Tuy nhiên, mật đâu không thấy, chỉ thấy giờ đây toàn dân ai cũng biết gần như chính xác tứ trụ Việt Nam là ai. Việt Nam là một quốc gia nhỏ bé, gần một cường quốc nguy hiểm, và thực tế thì chủ quyền Việt Nam đã mất quá nhiều vào tay Trung Quốc. Tứ trụ và những người thân tàu nắm quyền thì đó là mối nguy không nhỏ cho đất nước này. Phạm Minh Chính là Thủ tướng là một mối lo thực sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021 với bản tin Phạm Minh Chính nắm ghế Thủ tướng hay ghế Chủ tịch Quốc hội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.